Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Harry Token các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần link mô tả dưới video mà trong start chatbot các bạn. Nhiệm vụ các bạn được cấp share để vượt qua bot nha bạn. Còn M3ri 9x rồi mọi người chơi bot nha bạn. Rồi mình sẽ nhận được 100 triệu token có tên là Harry nè. Rồi các bạn bấm vào continue nè bạn. Token này nó sẽ list trên CoinGecko. Continue nè bạn. Rồi hình như đầu tiên các bạn join gấp nè. Rồi mình đã join rồi, bấm up lên các bạn. Rồi các bạn follow Twitter và tăng 3 người bạn nè. Ủa dự án này mình làm rồi hết ta. Mình up lên làm rồi hay gì ta. Tiếp tục con join tiếp controller nè. Tiếp tục Witbot nè bạn. Là sẽ coi là gì vào hai các bạn chút xíu rồi. Rồi thì trên Twitter các bạn follow thì tăng 3 người bạn nha các bạn. Bạn làm tất cả nhiệm vụ nữa nè. Bạn ơi. Bài nào rồi ta? Rồi các bạn like, các bạn chỉ dẫn cho tweet đi. Các bạn tăng 3 người bạn mình vào nè. Rồi các bạn tweet lên nè. Bài đầu tiên đó các bạn. Tiếp tục. Bạn like về tweet bot. Rồi các bạn tiền cái bài của nó nha các bạn. Các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Không thấy các bạn. Rồi các bạn này nè bạn, các bạn like nè, các bạn tweet lên nha các bạn. Rồi. Tiếp tục các bạn bấm vào một speed đi tên nè. Rồi các bạn join group thì xong thì join xong thì bấm don. Tiếp tục các bạn gửi đường link vào profile Twitter mình nha các bạn. Trên Twitter bạn nhấp 3 ảnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Bạn nhấp 3 ảnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi lên support nè. Rồi các bạn join vào hai group nè bạn. Join xong thì bạn bấm don. Tiếp tục follow the wish and tiếp tục gửi lên link the wish bot nè. Bạn bấm set nè bạn. Rồi các bạn gọi địa chỉ bên bi sở mát chen bet 20 trên YouTube Wallet mình nè. Rồi các bạn bấm sở thích cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Ok mình đã nhận được 100 triệu token có ký hiệu là Harry nè các bạn. Các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè và người thân để kiếm được token nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.